với mẫu design này thì mình sẽ dùng sơn treo trắng để làm nền chúng ta sẽ sơn một lớp treo trắng mỏng và đều sau đó cho hơi đèn ba mươi giây mình vẫn sơn lần thứ hai để cho treo nó được đều màu vẫn là một lớp mỏng và sau đó chúng ta cũng sẽ hơi đèn ba mươi giây hôm nay ngân sẽ dùng journal treo loang để làm design à cái treo loang này làm design rất là dễ và cho ra nhiều cái design lạ mắt À, cái này hầu như đối với những người không biết design cũng làm được Mình sẽ quét một lớp treo loan mỏng nhé Và không hơ đèn Để treo loan vẫn ướt như vậy Mình dùng nước sơn treo màu Nước sơn treo bình thường thôi, không cần nước sơn gì đặc biệt hết bất kỳ các màu nào mà anh chỉ muốn à, bằng màu treo trong chai của mình đó mình đều có thể làm ra được thì mình dùng mình để mình vẽ ra bất kỳ một mẫu nào mình muốn chấm bi hay là vẽ hoa cái này ngân đang vẽ hoa hồng thì hoa hồng thì mình vẽ một chấm chính giữa mình kéo qua hai bên để làm cánh sau đó chúng ta sẽ cho hơ đèn 30 giây để cho cái cái treo nó khô nó không loang thêm được nữa và sau đó ngân sẽ dùng glue treo để mà gắn hộp xoàn glue treo là đặc biệt cho hộp xoàn luôn cho hộp xoàn không bị rớt rồi chúng ta sẽ quét lưu treo lên những chỗ nào mà mình muốn gắn hộp xoàn thôi nhé Không có quét nhiều quá Chỗ nào mình muốn gắn hộp xoàn mới quét lưu treo lên chỗ đó Sau đó chúng ta sẽ gắp hộp xoàn để lên Và hôm nay thì mẫu này thì Ngân sẽ để thưa 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 thư ra Sau đó thì Ngân sẽ cho những cái hạt silver bead vào Mình dùng cọ để mà mình chấm nó sẽ nhanh hơn là dùng cây gắp hộp xoàn Mình dùng cọ nhúng vào một tí xíu cái top coat đó và bắt đầu mình gấp cái silver bead mình bỏ lên bỏ lên chỗ nào mà mình muốn mà nãy mình đã bỏ glue gel đó mình cứ bỏ cái silver bead lên chỗ đó sau đó thì ngân sẽ dùng mà crystal top coat để sơn một lớp top coat sau đó mình sẽ cho hơi đèn một lần thôi sau khi hơi đèn 60 giây thì mẫu của mình đã xong